Công an thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã thông tin về việc triển khai nhiều chương trình, dự án, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Việc ứng dụng chuyển đổi số vào việc phòng chống tội phạm đã được Công an thành phố đẩy mạnh thực hiện từ năm 2020. Theo đó, Công an thành phố đang tập trung hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh, trật tự trên địa bàn. Điểm nổi bật của dự án là tăng khả năng tương tác giữa người dân và lực lượng công an. Ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh có thể đáp ứng nhu cầu phản ánh của hơn 10 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh về tình hình an ninh trật tự. Công an thành phố cũng cho xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố, trong đó có các ứng dụng như hệ thống bản đồ số, hệ thống camera thông minh quan sát an ninh trật tự và trung tâm cơ sở dữ liệu tích hợp. Các ứng dụng, phần mềm đã được khai thác hiệu quả, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành lực lượng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, thông tin từ cơ sở dữ liệu cũng giúp phản ánh nhanh nhiều vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố. Trong 9 tháng đầu năm 2024, cơ sở dữ liệu đã hỗ trợ khám phá 175 vụ, bắt 351 đối tượng phạm tội. Trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục phát động phong trào thi đua về chuyển đổi số và ứng dụng kết quả đề án 06 vào công tác, nhằm nâng cao nhận thức, hành động về chuyển đổi số, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong nội bộ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu số hóa.